Xin chào tất cả các bác, mọi người. Hôm nay thì em Hoàn, em ở từ công ty Hatico, chuyên sơ mi rơ móc đồ kéo. Em xin giới thiệu tới tất cả mọi người một mẫu móc móc lòng hoàn cải 15m mốt sắc nặng 9 tấn 6, một cái hàng gọi là siêu phẩm, chuyên gọi là ăn no vác nặng. Cái mẫu móc này em đóng nó cực kỳ chắc chắn, chuyên chở nặng 100 tấn trở lên, chuyên chở quá tải thôi. Thì hôm nay em xin phép được giới thiệu tới mọi người về cái mẫu móc móc rào này. Thì bắt đầu em sẽ đi, trước hết thì em sẽ đi một vòng để cho các bác ngắm nhìn cái móc này trước đã, để các bác cảm nhận được xem là nó cái đóng bên em nó như nào. Móc rất đẹp. Lốp lốp gai chân chó này. Bây giờ thì em sẽ đi chi tiết cụ thể vào từng cái thiết kế của móc này, cấu hình của móc này để cho mọi người nắm được. Mẫu móc này là móc móc rào đóng không bịt tôn. Đây là thông số của móc. Thông số của móc này thì đây là sơn nó vào nó mờ này, xác nặng là 9480, nhưng mà thực tế cái móc này của em là nặng khoảng tầm 9 tấn 6, bọn em hay quảng cáo 9 tấn 6. Chiều dài là 15 mét 1, chiều rộng là 2 mét rưỡi và chiều cao là 1570. Đây phía đằng trước thì được thiết kế là hai giá để bạt và hai thanh ngang để cho trèo lên cho dễ dàng. Đây tiếp đến này, em quay thành biên này. Thành biên của nó là thành biên 20. Thành biên rất chi là to rồi. Thành biên 20 này. Em quay bên trong này. Đinh thì đang sử dụng là đinh 9. Bởi vì sao? Bên em đều đinh 9 hết, bởi vì đinh 9 nó mới khỏe. Bởi một cái móc chở 100 tấn này mà dùng đinh 5 thì nó không thể chịu được, nó rất dễ gãy đinh thì sử dụng đinh 9. Nhìn thanh U của em này, toàn là đều là U12 hết này. U12 là các thanh đan dọc này. Rất nhiều thanh đan dọc như này, rất là chắc chắn này. Nhiều bên, các bác để ý là bên nhiều bên đơn vị là thanh U này này, là úp ngược lên này. Úp ngược lên thì trong một thời gian mặt sàn nó sẽ bị rỗ. Nước vào trong này thì nó sẽ gây hỏng mà. Hỏng mất cái thanh này, nó ăn mòn được, nó sẽ thành vũng. Thì bên em thì thiết kế thông minh hơn, thiết kế ngửa lên. Đinh đang sử dụng ở đinh 9 này. Đây khung gầm này. Cổ được 4 thanh 4 cổ. Sắt xi rất dày, sắt xi dài 3 ly. Hai lớp sắt xi, hai lớp. Bên trong cổ. Đây có dày được không? Đây khung gầm này, sắt xi hai lớp chạy dọc. Bên em làm cái bản này U rất to. Lớp sơn rất chỉ bóng, sơn bên em là sơn sơn nhúng điện ly. Sơn này bóng hơn rất nhiều, vì rất không 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 có nhiều các đơn vị có thể có màu sơn này đâu, bởi vì sơn này làm đắt tiền hơn. Đây là khung gầm này. Đằng trước này chân trống thì được gia cố bằng một thanh này. Thanh này là dài hai dày 22. Bởi vì cái móc, một cái móc chở 100 tấn thì cái độ vững chắc của chân trống là điều rất quan trọng này. Bên em thiết kế 22 cm. Ngoài ra bên này, bên phụ này còn lắp thêm một chân trống nữa, là tổng cộng là 4 chân trống. Nó sẽ full với option. Full option, nếu như bác nào mà có nhu cầu lắp thêm chân trống nữa thì bên em sẽ lắp thêm chân trống, là 4 chân trống. Rất chi là chắc chắn. Đây. Bên trong đều là các U bản to này. U này đều là U18 hết này. Móc này thì khách hàng họ không không lắp tem nước. À, nhìn quả lốp bên em này. Lốp gai toàn là gai chân chó. Lốp này là lốp gai chân chó KT217. Dòng lốp siêu chịu tải, một chạy 100 tấn là phải dòng lốp này. 24 thép.
các lốp các bên khác cũng là lốp chịu tải nhưng mà chỉ có 18 tấn, 18 bố thép thôi. Nhưng bên em là 20 bố thép. À, bình hơi này. Dây hơi là được làm bằng dây thủy lực này. Đó. Dây thủy lực này nó mới gọi là bền đi theo móc này, bền đến lúc móc luôn này, dây thủy lực này. Nhiều các bên các đơn vị khác là làm dây dây nhựa chạy một thời gian là các bác phải thay ngay. Bên em thiết kế dây thủy lực. Móc này là đi kèm là 13 quả lốp, 12 quả lốp chính và một quả lốp xô cua. Một lốp xô cua thì sẽ đi kèm này, hai cái giá màu xanh này, hai bên. Một bên giá bên kia thì là để các bác để lốp của đầu kéo. Còn bên này thì treo lốp dự phòng. Đây thùng đồ nghề này, thùng đồ nghề bên em rất rộng. Thùng đồ nghề dài 1m7, cao 70 cm, có ổ khóa. Đây là lốp này, lốp ngay chân chó này, 12.000R20 này, lốp 1.200 này, 1.200 này đây. Lốp hiệu là KT 27, lốp 1.200 đây, 20PR, 20 bố thép. Đây là phía sau cánh cửa này. Hai cánh một bửng. Bửng này được dập tôn sóng này. Đây công ty Hatico. Công ty nhập khẩu trực tiếp. Đây bên trong khung gầm này. Quả nhíp này, các bạn nhìn quả nhíp rất dày. Nhíp rất rất dày luôn. Nhíp này là 1 ly 6. Nhíp này 1 ly 6, 10 lá nhíp. 1 ly 6. Cầu trục 16 tấn này. Bản má phanh 22 này, bản má phanh rộng 22 này. Cầu trục 16 này. 16 tấn này, nhíp 16 lá này. Dây hơi tuyêu thủy lực này. Toàn hàng xịn thôi. Nhìn rất chắc chắn. Móc này thì sử dụng là điện 24 này. Ốp đèn sau là xi nhan là ốp đèn Vinilux này. Đấy là tất cả cái móc của em trước. Thì bây giờ em sẽ quay phần đóng thùng. Em quay phần đóng thùng cho các bác xem. Đây là phần đóng thùng này. Trước là thiết kế hai giá này. Các bác nhìn bản lề, nhìn mối hàn này. Mối hàn rất dày, bản lề. Và bây giờ em sẽ có lên quay bên trong thùng cho bác xem. Đây là bên trong thùng này. Bên trong thùng này. Đây được gia cố bằng dây tang xích này. Thùng rất dài. Đây, em sẽ quay luôn. Đầu tiên là cái bửng dưới này. Bửng dưới là cao 840 này. 840. Hộp đang xài ở đây là hộp 35 này. Bửng trên nhá. Bửng trên con này là cao 1m2 này. 1m2 này. Bửng trên cùng này. Bửng trên cùng là cao 40 này. Bửng dưới là 840 này. Bửng trên là 1m2 này và bửng trên là 40 này. Hộp đều là U35 này. Không, hộp này là hộp 4. Hộp 4. Cột ở đây là hai cột nhá. Tại sao nó có hình khủng này? Nó là cột của U18. Cột là cột trong là U16 này. 16 lồng với U18 đều là cột cột tây hết. Rất chia chắc chắn. Con này là đóng kịch luôn. Đóng cục chiều kịch chiều cao là
4 mét luôn, chưa tính sát xô. Đến từ mặt sàn lên đến đỉnh kia là 4 là tròn 2 mét rưỡi. Móc của em là 1m570, của nó là thế là nó rơi vào là 4 mét từ mặt đất lên đến đỉnh 4 mét. Đấy, chưa tính sát xô. Tính sát xô vào nó rơi vào 4m2, 4m3 đấy. Rất dài. Cấu hình rất chưa khỏe. Lồng hai lớp. Hộp hộp dàn hộp to. Cột U18, lồng U16 này. Tăng tăng đơ bằng dây xích này. Đấy, ngoài ra còn là lắp thêm sát xô cái nữa. Ở đây là 37 sát xô cái. 7 sát xô cái. Bửng đằng trước này, các bác nghe. Toàn tôn dày thôi. Toàn tôn dày thôi. Cột thì là cột U nhưng mà là quay ra ngoài. Cột U quay ra ngoài. Đấy, đây em quay này. Hai cột U úp vào nhau này. Đấy, đều là quay ra ngoài, khóa quay hết ra ngoài này. Con này thì lắp 3 bạt nên là để móc móc khuy đây. Móc khuy chờ này, 3 bạt là hai bạt lửng này, với một bạt ở bên trên này. Đấy, thùng rất chia rộng. Đấy, đấy là về toàn bộ về cấu hình của móc này. Móc này thì đóng nó phải nói là tiền nào của đấy. Đấy, tiền đắt sắt ra miếng. Móc này thì theo anh khách chia sẻ là anh chở khoảng hơn 100 tấn. Hơn 100 tấn đủ các loại hàng tập cẩm. Đóng rất chưa chắc chắn, đóng anh bảo là đóng một lần, đóng lần đầu chịu chi phí đắt. Nhưng mà những về lần sau rất chị yên tâm. Đấy, đây là toàn bộ về móc sàn sắc nặng 9 tấn 6, đóng công rào lên, công rào này lên khoảng tầm 4 tấn. Tổng cộng nó rơi vào khoảng tầm 13 14 tấn gì đấy. Nếu các bác không tin, các bác thể kéo cái móc này lúc đi đăng kiểm, kéo móc đi cân là các bác biết. Bên em thì cam kết là đóng chất lượng. Đóng chất lượng, giá cả phù hợp. Đấy. Đóng chắc chắn, chất lượng và giá cả phù hợp. Đấy. Các bác nhìn bên em là biết. Các mối hàn hay là các cột U bọn em đều là U chuẩn. Đấy. Nhận của khách 4 ly là đóng 4 ly, không có 4 ly là 3 ly 8. Đấy, đây là mẫu thực. Việc thực này, hàng thật. Rồi thì em đấy là tất cả về cái móc của bên em. Nếu như bác nào mà đang có nhu cầu cũng muốn đóng hàng này và trở nặng đấy, thì có thể liên hệ qua em qua số điện thoại là 0965 809 499. Em tên Hoàn ở công ty Hatico, địa chỉ bãi xe là ở trong số 1 đường Mai Chí Thọ, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội. Nếu mà tìm trên Google Maps thì địa chỉ sẽ là bãi đỗ xe Hatico. Đấy. Móc này thì bọn em sẽ đóng trong khoảng từ 10 đến 12 ngày là xong cái móc này. Và để hoàn tất tất cả từ đầu lăn bánh được thì nó sẽ rơi vào từ 15 đến 17 ngày là xong cái móc. Đấy, bên em thì sẽ gọi là bao trọn gói từ A đến Z, từ đi từ sàn này, đăng ký này, đóng thùng này. Đăng ký thì khách hàng sẽ tự đăng ký. Nếu mà khách hàng mà không thể đăng ký được thì bên em cũng vẫn sẽ hỗ trợ khách hàng cho đăng ký. Phần đăng ký thì khách hàng sẽ tự chịu chi phí đăng ký. Còn bên em sẽ bao phí đóng thùng, hoán cải. Nếu mà lắp thêm lên bên em thì cũng có tét nước. Khách muốn lắp thêm tét nước thì chảy cả đường nước, đường hơi nữa. Đây là toàn bộ. Toàn bộ về bên em đấy. Thì về thủ tục vay thì cái này cũng đơn giản. Nếu mà khách hàng mà không đủ tài chính thì có thể vay ngân hàng. Hiện tại thì ngân hàng chủ yếu bên em là ngân hàng VPBank và các ngân hàng khác thì đang hỗ trợ với mặt sàn này là 75% móc sàn. Còn phần đóng rào như này thì khách hàng sẽ phải chi trả 100%. Vì cái này nó ngân hàng họ không có căn cứ để họ cho vay. Nên là khách hàng sẽ tự chi trả phần này. Đấy, còn phần sàn sẽ được vay khoảng 75%. Rồi, đó là tất cả về thủ tục cũng như là cách thức làm việc của bên em. Thì em xin kết thúc video ở đây. Nếu em sẽ để thông tin của em và số điện thoại, địa chỉ dưới video này. Đấy, nếu như bác nào mà đang có nhu cầu đóng thì liên hệ với em. Rồi,
Em xin cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người một ngày làm việc hiệu quả. Và công ty Haitico thì luôn đồng hành cùng quý khách. Em xin chân thành cảm ơn.